Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản Deluxe. Đây là phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất của dòng xe Mazda CX-5. Phiên bản mà hiện tại cũng đang được rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm để ý và lựa chọn. Và hiện tại thì đây cũng là phiên bản sản xuất lắp ráp trong nước và tại thời điểm này đang được ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết tháng 11 theo cái lịch dương lịch này. Giảm lệ phí trước bạ của CX-5 Deluxe này, ví dụ ở Hà Nội là cũng đang tiết kiệm được số tiền lên tới 45 triệu đồng. Nhiều anh chị khách hàng chúng ta có thể quan tâm về những cái chiếc xe cỡ B, ví dụ như là X-Sport bản Ultimate hay là Kia Seltos phiên bản Premium, thì cùng tầm tiền như vậy, xem như vậy, chúng ta có thể lấy về Mazda CX-5 phiên bản Deluxe. Một chiếc xe với nền tảng khung gầm ở phân khúc cỡ C, cảm giác mọi cái nó ok hơn nhiều. Và ngoài ra nữa, nói về option thì nó cũng không thua kém gì so với cả những cái chiếc xe bản đủ của cỡ B luôn. Bản Deluxe này của CX-5 thì đang niêm yết đề xuất là 749 triệu đồng. Tại thời điểm mình cập nhật video này, còn 18 ngày nữa thôi là kết thúc giảm lệ phí trước bạ rồi. Thì đại lý của mình vẫn đang có nhá, linh động giảm thêm trực tiếp về tiền mặt cho phiên bản Deluxe này sau khi trừ đi. Lăn bánh ở tỉnh của nó có 775 triệu thôi. Ở Hà Nội là 802 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 796 triệu đồng. Nếu như mà lấy trả góp bản Deluxe này thì ở tỉnh đâu đó sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 190 triệu. Ở Hà Nội là 218 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 210 triệu đồng theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là cái mức giá rất đáng quan tâm của gầm cao 5 chỗ ngồi cỡ C Mazda CX-5 Deluxe. Nhân tiện video này, trước mắt của các bạn là bản Deluxe luôn. Mình xin phép là giới thiệu nhanh qua option trang bị an toàn tiện ích tiện nghi dành đến khách hàng lần đầu tìm hiểu, để xem rằng giá tốt như thế này, đang giảm thuế như thế này, lựa chọn phiên bản này có ok hay không nhá. Về cái phần mặt ca lăng của nó thì vẫn là ngôn ngữ thiết kế Kodo thôi, với những chi tiết nổi khối được sơn màu đen bóng nhìn cực kỳ là thể thao và cuốn hút. Ở bên dưới này có cái cảm biến ở phần đầu xe này, rồi cái miếng chrome bao viền xung quanh cái phần mặt ca lăng, đúng không ạ? Nhìn nó rất là sang trọng. Chúng ta sẽ có 4 cảm biến ở phần đầu anh chị nhá. Đây là cái đèn xi nhan thì mình cũng đang bật rồi. Đây là cái giải đèn led định vị ban ngày theo cái dạng hình móc câu nhìn rất là sang trọng. Cả đèn pha và đèn cốt của bản Deluxe này cũng đều là dạng full led rồi anh chị nhá. Cả pha và cốt đều là full led luôn. Ở bên dưới này là cái thanh cản trước được sơn nhựa sần, đen sần anh chị ạ. Những cái bản thiếu của những cái chiếc xe dù là phân khúc nào thường người ta lựa chọn nó là đèn halogen, nhưng Mazda CX-5 nó là đèn full led luôn anh chị ạ, và có tính năng bật tắt tự động theo cảm biến ánh sáng anh chị nhá. Cái phần la răng của nó đây, la răng của nó thì được kích thước của nó là 19 inch, được sơn giữa màu đen bóng và màu bạc sáng, nhìn cũng rất là sang trọng. La răng 19 inch, 4 bánh phanh đĩa dẫn động cầu trước, lốp Tozo, có ABS cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nói tóm lại là option cơ bản tính năng an toàn đó đều là đầy đủ anh chị nhá. Tiếp theo nữa là sang cái phần gương chiếu hậu của cái bản Deluxe này thì sao. Gương có tích hợp xi nhan trên gương, mình cũng đang bật đây, đúng không ạ? Gương là gập điện, chỉnh điện và có cụp gương tự động anh chị nhá. Có cụp gương tự động luôn. Đấy, tay nắm cửa thì được sơn cùng màu thân xe và có tích hợp cái nút mở chìa khóa thông minh Smart Key ở đây. Chỉ cần là đeo chìa khóa bên người thôi, đóng mở khóa cửa thông qua cái nút bấm đấy anh chị ạ. Viền chân kính của nó thì cũng đã được ốp mạ chrome rồi, cả phía trên và cả phía dưới. Đấy, bản Deluxe này tầm tiền này là bản thấp nhất, nhưng mà mình nghĩ là những cái option trang bị không phải lăn tăn gì luôn anh chị ạ. Bản này cũng đã được trang bị tới 6 túi khí anh chị nhá. Đấy, cũng bằng với các phiên bản khác luôn, 6 túi khí cả. Đèn hậu phía sau thì cũng là dạng led, cũng cái đèn cái giải led này nhìn cũng rất là sang trọng, đúng không ạ? Đấy, cái khả năng ánh sáng của cái chiếc xe này nhìn nó rất là sâu, đèn nhìn nó rất là sâu đèn. Ở đây chúng ta sẽ có 4 cái cảm biến ở phần sau này nhá anh chị nhá. 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau luôn. Nhưng ngoài ra thì có cả camera lùi tích hợp sẵn theo xe. Tổng quan là xung quanh cái xe này có 8 cảm biến, 4 trước và 4 sau, đúng không ạ? Đây cái không gian khi mà chúng ta mở cốp của nó đây. Cốp của nó cũng là cốp điện luôn rồi ấy, anh chị nhá. Rất là hay luôn, bản tiêu chuẩn mà có cốp điện luôn. Đây đây là cái ngăn để chia đồ nhé. Ví dụ để quần áo gì mà chúng ta để thì để bên trên này cũng được, nó sạch sẽ anh chị ạ. Không gian cốp của nó đây cũng ở mức vừa dùng anh chị ạ. Lốp của nó là lốp xô cua nhá, lốp xô cua này, nhỏ hơn 1 inch đấy quý chị các bạn ạ. Đấy,
cỡ C thì thường là cái không gian cốp chúng ta cũng không phải lăn tăn quá nhiều anh chị ạ. Đấy, cốp điện chúng ta chỉ cần đóng hoặc là mở lên chỉ thông qua nút bấm là ok quý các bạn ạ. Anten của nó là anten dạng vây cá mập rồi. Bản deluxe này thì nó không có cửa sổ trời, phải nên cái phiên bản premium ấy thì mới có cửa sổ trời, chứ còn bản luxury cũng không có cái cửa sổ trời đâu anh chị ạ. Thực tế thì cửa sổ trời có nhiều người thích, có nhiều người cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, đúng không ạ? Ví dụ mà ở Hà Nội này thì chắc cũng chẳng bao giờ mở trong cái năm đấy, cả năm chắc mở lần anh chị ạ. Nội thất bên trong của nó đây, nội thất của nó là hoàn toàn là màu đen nhá, ghế da màu đen nhá, vô lăng đen, táp lô cũng là màu đen, ghế chính của nó nhá là ghế điều chỉnh điện luôn rồi anh chị ạ. Ghế phụ là điều chỉnh cơ nhưng ghế chính này này là ghế điều chỉnh điện rồi, ngồi rất là ôm lưng, bo người bộ ôm lưng anh chị ạ. Đấy, cảm giác rất là êm, những cái đường khâu mũi chỉ rất chi tiết và tỉ mỉ. Cái kiểu nội thất của những cái dòng xe không riêng gì CX5, những cái dòng xe khác nhìn vào bên trong nhìn cũng cực kỳ là nịnh mắt luôn quý các bạn ạ. Đây, không gian bên trong của nó đây, vô lăng thì cũng được bọc da rồi, ở đây nó đều là những cái chi tiết da hết anh chị nhá. Đấy, cửa gió điều hòa vị trí người lái này, ở bên dưới này là mở cốp này, rồi là tắt bật của cái cảm biến này, đúng không ạ? Điều hòa cái đèn pha của nó, đèn pha cốt của nó là đèn pha tự động nhá, theo cảm biến ánh sáng, bật tắt theo cảm biến ánh sáng này. Đấy, có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, rồi là đàm thoại rảnh tay, có 6 túi khí luôn rồi, túi khí không phải lăn tăn, có cruise control, tính năng ga tự động đi đường trường đường dài rất là cần thiết. Ngoài ra nữa nhá, gạt mưa của nó cũng là gạt mưa tự động rồi anh chị ạ. Đấy. Thế còn ở đây chúng ta sẽ có cái màn hình giải trí này. Màn hình giải trí 8 inch được đặt thẳng đứng như thế này. Đấy, tablo hầu hết là bọc da hết anh chị ạ. Đây là cái cửa gió điều hòa vị trí trung tâm này, nút bật tắt của cái cảnh báo, đúng không ạ? Với cái dòng xe Mazda CX-5 này nhá, có đèn ổ start stop này và cái hệ thống điều hòa của nó là hệ thống điều hòa hai vùng độc lập anh chị nhá. Đấy, phân khúc cỡ xe này thì thực ra thì cũng thường là hai vùng độc lập hết rồi. CX-5 thì cũng như vậy thôi. Máy của nó là máy 2.0, hộp số là hộp số tự động 6 cấp số anh chị ạ. Đấy, hộp số đi thiểu dạng thẳng đứng như thế này. Có phanh tay điện tử và có auto hold rồi anh chị nhá. Đấy, có phanh tay điện tử, có auto hold rồi. Đấy, chúng ta có thể thấy là tuy là cái phiên bản deluxe thôi nhưng mà những cái option trang bị của nó không phải lan tan gì, đúng không ạ? Bệ tỉ tay cũng là bọc da rồi. Đấy, không gian bên trong của nó đây. CX-5 thì mình phải nói đó là cái option của nó rất là nịnh mắt dù là phiên bản nào đi chăng nữa anh chị nhá. Nhưng mà cái không gian bên trong của CX-5 thì thực ra khi mà so sánh thì nó không phải là nó không có cái sự cạnh tranh nhiều ở trong phân khúc. CX-5 cái không gian ở bên trong ở mức vừa dùng thôi, nó không rộng rãi đâu. Đấy, mình phải nói là như vậy. Nhưng mà đổi lại chúng ta có kiểu dáng thiết kế, có nội thất, có option, mọi cái nó ở mức rất là chỉn chu anh chị ạ. Chiếc xe này thì được trang bị là 6 loa thường nhá. Với CX-5 thì nếu như mà lên phiên bản premium ấy thì chúng ta sẽ có 10 loa bow, nhưng mà phiên bản deluxe và luxury của nó sẽ là 6 loa thường. Đây, hàng ghế thứ hai nhá. Cái không gian của nó mình có nói rồi, nó không phải là rộng, ở mức vừa dùng thôi. Đấy, từ độ ngả lưng cho đến đầu, khoảng cách từ đầu gối đến hàng ghế phía trước. Ngoài ra thì cũng có cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai rồi anh chị ạ. Vậy thì là trên đó Topcar VN đã cập nhật rất chi tiết về mức giá bán khuyến mại lăn bánh tại thời điểm dịp còn 18 ngày nữa thôi là kết thúc giảm lệ phí trước bạ của Mazda CX-5 Deluxe. Phiên bản rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta quan tâm để ý lựa chọn. Anh chị nào mà chúng ta muốn xem xe, muốn lái thử, muốn trải nghiệm thực tế hay là đang thắc mắc bất cứ một cái thông tin gì cần xem xe thì hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.